Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Miền Núi Tây Bắc của mình. Hiện tại lượng đang khu vực chợ phiên Cốc Ly. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về những cái món ăn đặc sản ở trên vùng cao Tây Bắc mình, cũng như là những cái món ăn đặc sản chỉ có ở chợ phiên Tây Bắc nhé. Nay con gái đi đâu rồi cô? Con gái đi nhà em gái à? Ông chú này ăn nhiều thịt dê thế. Không biết mấy người, đông người, không phải ít người. Đấy, cân được mấy lạng cô, cân không ạ? 8 lạng thôi. 8 lạng rồi ạ? À. Lạng 50.000. Lạng 50.000, 5840. 5840. Thịt dê ngon là sắp hết rồi cô nhỉ? Đúng rồi. Dê đặc sản nhất mà em. Ở đây thì người ta nấu cả pịa nha mọi người ạ. Pịa thì bán bát bao tiền cô nhỉ? Một bát 20.000 thôi ạ. Bát 20.000. Ngoài ra mình còn nấu cả thang cố nhỉ cô nhỉ? Ờ, nấu cả thang cố nhưng mà thang cố hết rồi. Thang cố hết à? Bình thường thì bán bao tiền một bát thang cố? Thang cố một bát 100 thôi. 100 ạ. Còn cả tiết canh nữa cô nhỉ? Tiết canh rồi, tiết canh một bát 20.000 thôi. À vâng. Dê là phải luộc tái xong là trần thì ăn mới ngon đúng không cô? Đúng rồi, nhưng mà lại không già thì là ăn kiểu như này là mới ngon. À, kiểu luộc kỹ quá là mất ngọt ấy. Không ngon. Dê còn ăn tái mà, ăn tiết canh như thế là không phải trần cho chín quá. Kỹ quá là mất ngon. Sắp trôi ra ngoài. Ê, chơi mất một cái rồi, đầy quá. Chị cho nhiều quá, mới chào cho nhiều. Đấy, cho cái này to, thoải mái. Hai rổ cho nó thoải mái. Cho khách mất một cái rồi nhưng mà không đáng. Không sao. Có tiết canh không chị? Có mà, còn ba bát nhưng mà các nghe nhé. Đây rất là ngon, nước của bát thịt dê đây thì ngon tuyệt vời luôn. Chặt thịt gà. Vâng. Cho họ nhắm rượu. Vâng vâng, nhiều gà này ngon đấy cô nhỉ. Vâng. À, gà là cho hành rồi cô, gia vị hành ạ. Đây là tim của con dê. Tim dê. Nhà mình là chuyên về món thịt dê chị nhỉ? Ờ, nhà mình phải lúc nào cũng phải thịt dê thôi. Không pha cái gì, không làm thịt lợn thịt gà cái gì. Khách về hỏi thịt lợn thịt gà bảo không có. Ờ, muốn ăn cái món khác thì đi quán khác. Đúng rồi, nhưng mà em thấy cái chợ phiên này em thấy nhà mình là bán thịt dê đúng không? Đúng rồi, có chị quay em thấy họ cũng bán thịt gà với cả thịt lợn đen. Đúng rồi, có chị, mới chị bán thịt dê thôi. Đấy là quán nào mới đông khách. Cũng bình thường. Mấy cái này địa điểm chị bán được là 1-2 con dê không? Một con thôi, một phiên chợ là một con dê. Cho
cái giỏ kia là vào đây thôi. Con. Tông này là 2 bát chị nhỉ? Nửa cân này được 1 bát thôi. Có ăn mèn mén hả cô? À vâng, có nhai được mèn mén không? Những món ăn của người dân đồng bào vùng cao rất giản dị thôi nhưng mà vô cùng là ngon nhá. Ôi, cái này sao trần qua đi anh, cái thịt gà đỏ này ăn thế mới ngọt ạ. Thế mới ngon. Vâng. Ở đây những món ăn đây thì rất là ngon mọi người ạ. Đây thì đa số là thịt lợn đen. Bây giờ mình sẽ gọi một ít nha để thưởng thức cùng kèm với ốc đậu nha. Bây giờ thì anh em mình sẽ gọi một ít ra để thưởng thức nhá. Những cái món ăn vô cùng giản dị thôi nhưng mà đặc sản của vùng cao nhá. Đây thì có ít thịt lợn đen và men mén, ốc đậu. Rồi mình sẽ thưởng thức bát tiết canh dê nhá mọi người ạ. Đây mọi người ạ, mình vừa gọi những cái món ăn vô cùng giản dị của người vùng cao mình để thưởng thức. Đây là gói món thịt lợn đen này, thịt lợn mặt và lưỡi lợn, rồi là tai nhá. Còn đây là món ốc đậu này mọi người ạ. Đây là món mèn mén. Còn đây là tiết canh dê nhá. Ở đây thì những cái món đây đa số là địa phương người ta để mang đi bán cho bà con ở chợ. Bây giờ mình sẽ thưởng thức một miếng trước. Mời người ăn sáng của mình nhá. Mình sẽ thưởng thức miếng này trước. Rất là ngon đấy mọi người ạ. Thịt lợn đen này rất là thơm này. Nước chấm được pha chế một cách rất đặc biệt. Ngon tuyệt vời mọi người ạ. Ớt ở đây rất cay nhưng mà vị cay nó riêng. Bây giờ mình sẽ thưởng thức một ít món ốc đậu nha mọi người. Ốc đậu một trong những cái món ăn truyền thống của bà con vùng cao. Rất là ngon mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ thưởng thức một ít mèn mén nhá. Thì sẽ ăn kèm với nước dùng phở nhá. Để ăn đỡ khô mọi người ạ. Rất là ngon mọi người ạ.
Bây giờ thì mình sẽ thưởng thức cái món ăn đặc sản nhất trong bữa trưa ngày hôm nay của mình nhá. Đó là món tiết canh dê. Đây là món ăn đặc sản của bà con vùng cao. Tiết người ta đánh ở tại chợ luôn nhá. Dê người ta đến chợ người ta mổ từ sáng sớm. Mời mọi người nhá. Mình sẽ thưởng thức một miếng. Ôi giời, rất là ngon luôn mọi người này. Khá là thơm nhá. Gia vị. Mình ngửi thấy có cả mùi hạt chuối và một số gia vị ở trên này. Thôi ok, mình bây giờ mình sẽ ngồi cùng mấy anh em thưởng thức đã nhá. Mời người ăn sáng của mình. Đây có ông chú đi ăn sáng, giờ thì say rượu rồi mọi người ạ. Chú ơi, chú ơi lên trên kia đi, không ở dưới này mưa ướt tí cảm đấy chú ạ. Này này có vẻ say lắm rồi chú ơi, lên bên trên này đi chú ơi, đây tí cảm đấy. Dắt ông lên trên này ngồi. Say rượu lắm rồi. Ông ơi, ông dắt ông lên trên này đi nằm. Ông đây ướt tí này. Cảm ra. Say rượu à? Đứng dậy đi chứ. À, dắt dắt chú qua cái ghế trên này ngồi này. Say rượu. Say rượu rồi. Đây là cái chuẩn viên là cái to thì đồng ý. Ai đấy? Nó chưa đứng dậy đi. Lấy chú lên trên này. Đây chú ơi. Cho chú ngồi trên này này. Ngồi dưới đất này cũng được. Cho ngồi chú dựa dựa kia kìa. Dựa chỗ cột đi kìa. Không, này chú đi là được, đi không đi được có được. Ngồi dựa vào cái cột này này. Chú ngồi đây cũng được, đây nó không ướt. Rồi. Chú uống nhiều chưa? Trời này hơi mưa nên là chợ hơi bẩn tí. Tại vì hôm nay trời mưa nên là bà con đi chợ hơi vất vả hơn so với những cái phiên chợ khác nhá. Mình vừa thưởng thức xong ẩm thực của chợ phiên. Khá là no mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ đưa mọi người đi chơi chợ nhá. Khám phá xem chợ ngày mưa gió là có gì để bán nhá. À, một số đặc sản ở Tây Bắc mình. Đây là củ sâm đương quy. Và cả củ sâm tam củ tam thất. Đây là tương ớt này. Có tiền 500 đây. Cũng mua một cục đây.